Nếu như anh em tìm được bất cứ ai thay đổi kiểu tóc cũng như là tạo nhiều kiểu tóc nhiều hơn mình sẽ tặng cho anh em bất cứ cái sản phẩm nào anh em mong muốn, cũng như là trả lời mọi cái thắc mắc cũng như yêu cầu của anh em nhé. Mình chia sẻ ở đây là không phải để khoe, nhưng mà mình muốn chia sẻ với anh em luôn luôn một cái thông điệp bằng chính những cái video mà mình đăng lên hàng ngày cũng như là những cái hình ảnh thay đổi thường xuyên của mình. Đó là anh em phải nắm giữ ba cái yếu tố này dành cho những bạn đam mê tóc, thích chơi tóc, thích tạo kiểu tóc, thích thay đổi kiểu tóc. Đấy thì anh em phải nắm giữ ba cái yếu tố cốt lõi này. Cái đầu tiên đó là kiến thức về hóa chất tóc. Cái thứ hai đó là kiến thức về dưỡng tóc. Cái thứ ba đó là kiến thức về tạo kiểu tóc. Cái đầu tiên đó là kiến thức về hóa chất tóc. Nếu như anh em không có kiến thức thì rất có thể 1 tháng anh em đi làm tóc 2-3 lần, anh em vừa đi uốn xong anh em không thấy ưng, em đi duỗi thẳng đấy, anh em duỗi thẳng anh em lại không thấy ưng, anh em lại đi uốn trở lại đấy, hoặc là anh em làm bất cứ một cái gì tiếp, đó là không có kiến thức. Như vậy thì tóc sẽ lát bét và không ra một cái hình thù gì cả, vừa mất tiền vừa mất thời gian mà lại đem cái nặng nề vào trong người. Còn nếu như anh em có kiến thức về hóa chất tóc thì anh em sẽ hiểu mình cần phải làm gì. Tóc nó bung thì mình phải xử lý bằng những sản phẩm làm cho nó gọn lại, chỗ này nó bung hay là chỗ này muốn nó dựng lên thì mình xử lý làm như thế nào, chỗ này nó hơi vảnh ra mà chỗ này nó thẳng thì mình xử lý như thế nào để cho bên này nó đỡ vảnh, hay là mình uốn như thế nào để cho nó ra những cái kiểu mà mình mong muốn, hay là mình tạo kiểu như thế nào, đúng không? Đầu tiên là mình phải có kiến thức về hóa chất tóc đấy, thì để làm sao mà mình vừa làm hóa chất mà tóc mình vẫn ok, nó không bị hư hại quá. Rồi sang cái thứ hai đó là kiến thức về dưỡng tóc. Có nhiều bạn muốn nuôi tóc nhưng mà tóc nó cứ rụng rụng liên tục đấy, thì làm thế nào để mà nuôi được? Thì anh em phải hiểu là càng nuôi dài thì tóc chúng ta càng dễ rụng, bởi vì tóc nó dài nó hay bị vón rối vào với nhau, nó cũng là một yếu tố rất quan trọng để cho tóc của chúng ta dễ bị rụng. Cũng như là tóc của chúng ta có thể là cái da đầu, cái chân tóc da đầu của chúng ta nó bị khô hay nó bị gì đấy, thì chúng ta cũng nên sử dụng những cái sản phẩm để mà giữ cho cái da đầu của chúng ta nó có một cái độ ẩm nhất định cũng như nó khỏe, thì lúc này chân tóc nó mọc khỏe và tóc nó đỡ bị rụng ngay từ gốc nhé. Đấy thì đó là cái kiến thức về dưỡng tóc. Hay là tóc của anh em khô sơ do làm hóa chất nhưng mà nó không bị rụng gì cả, đấy thì chúng ta phải sử dụng những cái kem phục hồi keratin hay là cái gì đấy để chúng ta làm cho cái tóc của mình nó ngưng đi đến cái việc mà khô sơ hơn. Đấy thì chúng ta phải sử dụng những cái gì để cho nó hợp lý với cái tóc khô yếu của chúng ta. Rồi về cái thứ ba đó là kiến thức về tạo kiểu tóc. Trên hành trình chúng ta nuôi tóc, chúng ta hướng đến một cái kiểu nào đấy, chúng ta không nhất thiết là trên hành trình chúng ta nuôi đấy mà chúng ta phải đợi đến bao giờ có cái độ dài như thế thì chúng ta mới tận hưởng những kiểu tóc mà chúng ta mong muốn, không phải như vậy. Anh em chơi tóc trong cái quá trình chúng ta đang nuôi thì chúng ta nếu như biết cách tạo kiểu tóc thì chúng ta vẫn có thể tận hưởng được những kiểu tóc mới mẻ. Ví dụ như mình đây, mình đang nuôi để búi tóc đúng không, dĩ nhiên là cái độ dài này chưa thể búi được, nhưng mà mình vẫn cố gắng thay đổi nó một số kiểu. Anh em có thể là lướt xuống những cái video của mình gần đấy, anh em có thể thấy là mình trên cùng một cái kiểu tóc xoăn thôi, nhưng mà đôi khi mình cũng sẽ biết cách tạo kiểu cho nó khác khác lên một chút đấy. Hay như vài hôm trước thì tại ngôi hôm nay thì có thể là để xuống lẻo layer xoăn như thế này đấy, giống như kiểu sơn tùng vậy, rất là ok đúng không? Đấy thì khi mà anh em nắm giữ ba cái này thì tóc của anh em luôn luôn như idol K-pop vậy. Idol K-pop thì có thể là họ có stylist bên cạnh họ tạo kiểu đúng không, nhưng mà mình không có thì mình chính là cái stylist của mình. Khi mà mình hiểu bản thân tóc của mình muốn gì cũng như mình có nắm vững được những cái kiến thức đấy thì tóc của mình luôn luôn đẹp nhá. Và đôi khi anh em có những kiến thức này, đôi khi anh em cũng có thể giúp được người khác nhé, hay là giúp được anh em bạn bè của mình một phần nào đấy, và cũng không phải phụ thuộc vào tiệm quá nhiều. Hy vọng qua video này anh em đã hiểu những cái thông điệp cũng như là những yếu tố nào để mà giúp cho cái tóc của mình luôn luôn ok, luôn luôn đẹp. Và anh em nhớ đừng quên hãy tìm cho mình một bạn tóc đẹp cũng như là thay đổi thường xuyên nhiều hơn mình nhé. Mình sẽ tặng cho anh em những cái phần quà ở trên đây. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.